Hello, xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ coi tin quốc tế, đó là Bắc Triều Tiên đã ra mắt một cái sản phẩm tên lửa đạn đạo hạt nhân có thể bắn sẵn tới Mỹ. Ghê quá, Bắc Hàn tiết lộ con quái vật liên lục địa đầu đạn hạt nhân. Ghê quá trời. Giống như là cái tên lửa của SpaceX của Tesla Elon Musk, thay vì bắn lên trên nhà vũ trụ mặt trăng sao hỏa thì Bắc Hàn sẽ nhắm mọi thứ, sẽ bắn tới Mỹ, nổ tung Mỹ, chiến tranh với Mỹ. Và tất cả Bắc Hàn là do bọn Trung Quốc nó tài trợ hết. Thằng Tập Cận Bình nó đứng sau, cái dân Trung Quốc nó đứng sau. Ghê quá, họ nó múa kìa, múa đồng diễn là cái truyền thống của Bắc Hàn và rất là kinh ngạc. Đầu đạn hạt nhân ghê quá trời, nó tự phóng được hay sao đó. Cái xe này nó tự phóng lên mới thứ bảy vừa rồi. Đó, cái quảng trường của nó giống như quảng trường Tử Cấm Thành của bọn ở Trung Quốc chưa. Thiên An Môn đứng ban đêm liên lục địa kìa. Ô thằng nào giờ, thằng có phải thằng Kim Jong Un nó đứng không, cái kiểu tóc của Kim Jong Un kìa, để mập mập không. Một đất nước mà chỉ có một thằng được béo phì. 10 tháng 10, đúng rồi, 10 tháng 10, ngày của đảng lao động gì Triều Tiên gì đó vậy. Nó cứ phát triển hạt nhân thôi, monster còn quái vật. Đó, quảng trường của tụi nó bình thường tụi nó tổ chức ban ngày, giờ tụi nó tổ chức ban đêm. Kim Jong Un đó, mới rồi tổng thống Trump là gửi thư chúc mừng sức khỏe Kim Jong Un rất là mạnh khỏe, xong giờ Trump dính Covid không biết là như thế nào. Thằng bên trái đều quá trời huân chương luôn. Kim Jong Un giờ không mặc áo màu đen xanh nữa, mà giờ mặc áo xám trắng, mặc như con heo. Đất nước quân đội quân sự hóa. Đứng thì cái này giống như là đứng trên sàn chứng khoán New York á, gõ búa chào. Phải đứa nào đứa nấy phải hát phải vỗ tay. Trong nó quay phim lại, nó thấy thằng nào mà quay mặt đi chẳng hạn là nó bắt nó bắt xử bắn chết luôn á. Đó là cái chế độ cộng sản Bắc Triều Tiên ấy. Mày phải thờ lãnh tụ là người đẻ ra cha mẹ mày, là người đẻ ra mày, chứ không phải giờ do cha mẹ mày quan hệ với nhau đẻ ra mày, mà do lãnh tụ á, nhờ công ơn của bác lãnh tụ á mới có mày, hiểu không? Mày phải cắn rơm cắn cỏ làm nô lệ cho cái chế độ này. Đó là cái nhồi sọ nó vô, không cho con người có cái nhân quyền mà sinh ra phải làm nô lệ, cắn rơm cắn cỏ lại ông đó. Ông đó là ông cho tinh trùng đẻ ra mình, ông cho tinh trùng cho mẹ mình đẻ ra mình, cho mẹ cha mình, tại vì có ông đó mới có mình, ông nói vậy đó. Không phải do cha mẹ lớn lên là có cơm ăn áo mặc, không phải nhờ cha mẹ, mà phải nhờ ông nội đó lãnh tụ. Người ta chửi Trump được, có ai nhờ bắt Trump không, có ai cắn rơm cắn cỏ nhờ bắt Trump không? Thực sự nhiều người cải thiện được cuộc sống nhờ tổng thống Obamacare. Tổng thống Mỹ mang đến gói sức khỏe cho người nhập cư, có người được thẻ xanh, có người được có nhà, nhưng mà đâu phải là đi làm nô lệ cho Obama, đâu phải sinh con ra là phải dán cái ảnh Obama trên trường và nói là con sinh ra là nhờ có Obama, hay là nhờ có Obama mới có cha có mẹ, hay là Trump mới có cha có mẹ. Con có quyền, con người lớn lên sinh ra có quyền bình đẳng, quyền tự do và quyền thích hay không thích cái thằng nào, chứ không phải là bắt đẻ ra phải thích cái thằng đó. Khi biết được những cái sự thật về cái thằng đó hoặc là mất dạy, về cái chế độ tuyên truyền đó nhồi sọ đó, giờ Kim Jong Un đó, ai biết cuộc sống bên trong như thế nào mà mở ra là sinh ra là phải lạy thờ nó như thánh, như là tứ bất tử vậy. Ai nấy đều phải vỗ tay tay bắt mặt mừng hết, chứ không nó coi lại thằng nào mà không cười không tay bắt mặt mừng với nó là nó giữ sự bắn nó giết chết nữa. Nó giam cả cả nhà luôn, đi khệnh khạng như con chim cánh cụt. Cái logo ra, cái logo cộng sản làm cái búa, cái liềm để mà chặt đầu người ta. Pol Pot là nó dùng cái liềm đó để cắt cổ người khác, dùng cái búa để đập đầu người khác đỡ tốn đạn. Ở giữa là cây bút, cái bút mà nhìn giống như là cái đầu đạn hạt nhân á. Đất nước này là đầu đạn hạt nhân 75, số 75 là nỗi đau của nhiều người, nhờ chơi túi thui hết trơn. Vệ tinh mà chiếu xuống ban đêm á thì nguyên Nam Hà nó rực sáng lên, đất nước Nam Hà nó rực sáng đèn, còn Bắc Hà nó túi thui. Chỉ có một cái điểm sáng le lói ở Bình Nhưỡng. Rồi chào chào chào. Rồi chúng ta vừa coi một tin chấn động của Bắc Hàn đe dọa dân Mỹ, bắn tới Mỹ, gây chiến tranh với Mỹ, và do Trung Quốc đứng sau, Tập Cận Bình đã tài trợ hết, người Trung Quốc nham hiểm. Thôi cảm ơn các bạn nha, ủng hộ mình xin hãy subscribe, đừng có subscribe cho Kim Jong Un nha, hãy subscribe me.